Xin chào tất cả anh chị trên cả nước nha. Thì em là Vinh, đến từ Chợ Lách Bến Tre nha. Hiện tại em đang soạn xe giao cho khách chồng ở bên Đồng Tháp nha anh chị. Thì hôm nay em soạn là ổi và sầu riêng. Xe này anh khách anh trồng sen sầu riêng, ổi trong sầu riêng nha, sầu riêng Thái nha anh chị. Thì anh soạn một xe luôn, nguyên một xe cho anh riêng, chỉ đi riêng cho anh về anh trồng thôi. Cũng cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ vào chạy cây giống bên em nha. Chạy giống bên em là chạy cây giống Nguyễn Văn Phúc nha anh chị, tại quê hương Chợ Lách Bến Tre luôn. Thì xe 7 giờ sáng là bắt đầu chất cây nha anh chị. Thì xe đang gieo vào, em chuẩn bị chất cây cho anh khách ở Đồng Tháp nha. Thì sau đây là chất cho anh là 1.500 cây ổi nữ hoàng nha anh chị và 500 cây ổi Đài Loan. Đây là xe ổi nữ hoàng gom về đang chuẩn bị lên xe cho khách. Còn sau đây là những cái cây sầu riêng chừng cũng giao cho anh khách luôn. Thì cây là một cây cứng, thì về anh không trồng liền nên anh chọn cái này cho nó nhẹ tiền hơn là cái loại hai cây cứng nha. Một cây cứng nó nhẹ tiền hơn. Ok, thì quay sơ cho tất cả anh chị xem luôn cây như thế nào á.